Hello mọi người, mình là Roy Nguyễn và chào mừng đến với chuyên mục Mua hay không mua. Mua, bởi vì đây là một chiếc xe rất là sang trọng. Khi mà mình mua được chiếc xe này rồi á, là mình sẽ có thể lo được rất nhiều thứ cho gia đình của mình. Không, không mua, tại vì nó quá diêm dúa đi, không phải style của mình. Mua hay không mua? Không mua, thôi không mua. Mình sẽ cảm giác mình sẽ muốn mua một cái vali đơn giản hơn để cho tiện di chuyển hơn là cái vali này. Không mua, tại vì mình là một người không thích quá nhiều sự ồn ào á. Nếu mà có thể mua một cái gì đó về âm nhạc thì mình sẽ prefer mua đĩa than hơn là một cái máy DJ như vậy. Không mua, tại nếu mà để mua cái này thì mình sẽ mua một cái máy massage hơn để cho mình có thể tự xài và có thể cho ba mình xài. Mì gấu đỏ mua, tại vì nó rẻ với lại ba cũng thích ăn cái mì này. Cái này thực ra là cũng không cần mua nữa, tại mình có một đôi y chang như vậy. Mua nhưng không. Ý là cái hãng thì sẽ mua, nhưng mà với cái màu này sẽ không mua. Một đôi bốt giữ nhiệt ở Sài Gòn hả, để trong nó lông nhiều lắm cho nên không với Roy. Nếu mà có tiền, cái số tiền này để mua cái đồng hồ này thì mình sẽ dành cái số tiền đó để mình đầu tư âm nhạc hay hơn. Không, tại mình không phải là streamer, với lại mình cũng không có nhiều thời gian ở nhà để mình có thể tận hưởng không gian nằm trên cái ghế này. Mua, chắc chắn sẽ mua, với mình rất thích những chiếc xe gầm thấp như vậy. Mình là một người rất là thích núi, nhưng mà mình thích tham quan thôi chứ mình không thích khám phá. Thật ra là với chiếc xe này là không. Cái này mua hay không mua? Ủa cái này là sao mọi người, sao vậy? Ủa cái này, ủa giờ sao mọi người, sao mọi người muốn em trả lời sao? Thì tất nhiên đây là em rồi, dù nó có fail đến thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ mua, tại vì em rất là tin tưởng. Sau cái bức hình này đó sẽ là một cái video clip rất là hấp dẫn, mọi người hãy đón xem nhé. Ủa rồi, hết chưa mọi người? Hết rồi đúng không? Anyway, hôm nay hy vọng là mọi người sẽ tận hưởng những khoảng thời gian rất là vui với Roy, và hy vọng nữa là mọi người sẽ luôn luôn theo dõi và đón nhận những sản phẩm sắp tới của Roy nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye.